Thì chào các em, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập chương 3 bằng xác suất thống kê B. Đầu tiên là chúng ta giải cái câu 1. Một lô hàng có rất nhiều sản phẩm với tỷ lệ phế phẩm là 30%. Câu A, lấy ngẫu nhiên từ lô hàng ra 10 sản phẩm, tính xác suất để có nhiều nhất hai sản phẩm giả. Câu B, người ta lấy ngẫu nhiên từng sản phẩm một để kiểm tra và cho đến khi nào gặp sản phẩm giả thì dừng. Tìm luật phân phối xác suất và tính kỳ vọng cho số sản phẩm đã kiểm tra. Câu A, gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm giả trong 10 sản phẩm lấy ra. Không. Thì ở đây x này nó có cái phân phối nhị thức với tham số NB. N bằng 10, chỗ này N 10 và B tức là xác suất lấy được sản phẩm giả trong mỗi lần thử đó. Thì đây mình gọi là cái quá trình Bernoulli hoặc là cái phép thử cái phân phối nhị thức ha, phân phối nhị thức. Thì cái công thức của phân phối nhị thức tức là xác suất x nhận giá trị x nhỏ bằng số tổ hợp chập x của 10 nhân cho 0,3 mũ x và nhân cho 1 trừ 0,3 tất cả mũ 10 trừ x. 1 trừ 0,3 chính là 0,7. Thì cái này nó ít nó chạy từ 0, 1, 2 vân vân đến 10 ha. Đấy thì cái công thức phân phối nhị thức thì các em xem lại trong tài liệu. Thì ở đây đề bài nó yêu cầu là mình sẽ tính xác suất có nhiều nhất hai sản phẩm giả, có nghĩa là số sản phẩm giả là từ 2 trở xuống. Thấy không? Từ 2 trở xuống tức là xác suất x bé bằng 2. Như vậy thì cái xác suất này nó cũng chính là tổng các cái xác suất x bằng x nhỏ với x nhỏ chạy từ 0 đến 2. Lưu ý x nhỏ đây là cái giá trị và nó chính là cái số nguyên. Nếu mà mình thấy cái công thức ở trên xuống thì mình lấy máy tính mình bấm ra. Thì ở đây là mình sẽ bấm dấu tổng này nè, shift với dấu x nè. 10 cx. Shift dấu chia ha. Rồi nhân cho 0,3 mũ x. Rồi nhân cho 0,7. 0,7 tức là 1 trừ 0,3 10 trừ x. Và mình cho x nó chạy từ 0 đến 0 đến 2. Thì nó ra được kết quả là 0,3828. Thì đến đây thì coi như cái câu A của mình đã làm xong. Bây giờ mình xem cái câu B. Để làm câu B đó. Ở đây câu B đó là mình lấy ra từng sản phẩm kiểm tra cho đến khi nào gặp sản phẩm giả thì dừng, thấy không? Ví dụ như mình gặp sản phẩm thật không, mình lấy rồi gặp toàn sản phẩm thật không thì mình cứ lấy liên tục, thấy không? Đấy. Còn nếu như ngay từ đầu mà mình lấy một cái sản phẩm ra kiểm tra mình thấy nó sản phẩm giả thì mình dừng ở lần thứ nhất. Vậy thì cái số sản phẩm đã kiểm tra của mình nó bằng từ 1 đến vô cùng. Đấy. Nguyên giá trị của y nè, nó là từ 1 đến vô cùng, 1 2 3 vân vân đến vô cùng. Thì cái xác suất y bằng 1 đó, y bằng 1 có nghĩa là ngay từ đầu mình kiểm tra sản phẩm đầu tiên mình gặp nó là sản phẩm giả thì cái xác suất để cái sự kiện này xảy ra là 0,3. Còn cái y bằng 2 có nghĩa là cái sản phẩm kiểm tra lần đầu là sản phẩm thật và lần thứ hai là sản phẩm giả thì xác suất của biến cố này nó sẽ bằng 0,7 nhân cho 0,3. Còn cái xác suất y bằng 3 có nghĩa là hai cái sản phẩm kiểm tra lần đầu là sản phẩm thật không? Và sản phẩm kiểm tra lần thứ ba là sản phẩm giả và mình tổng quát lên mình có cái xác suất y bằng k thì nó sẽ bằng 0,7 mũ k trừ 1 và nhân cho 0,3 và k ở đây mình cho nó chạy từ 1, 2 nhân dân đến vô cùng. Cho nên là cái kỳ vọng của số sản phẩm đã kiểm tra đó là cái công thức của mình là nó bằng k nhân cho y bằng k đúng không? Nhân cho xác suất y bằng k. K nhân cho xác suất y bằng k và cho cái tổng này nó chạy với k chạy từ 1 đến vô cùng. Tại vì cái k là nó thuộc quyền giá trị của biến ngẫu nhiên y và nó chạy từ 1 đến vô cùng đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình thay cái công thức này vô. Thay công thức này vô xong rồi mình đem 0,3 làm thử chung. Tại vì cái tổng này đó là cái tổng tổng vô hạn hay là gọi là cái chuỗi đó mà mỗi số hạng của chuỗi nó đều có số 0,3 hết, mình có thể đem số 0,3 làm thử chung. Ở trong đây còn cái chuỗi mà cái dạng của nó là như thế này. Cái chuỗi nó có dạng thế này tức là cái chuỗi mà nó có dạng là
tức là cái chuỗi mà nó có dạng thế này, cái chuỗi mà có dạng là k mà nhân cho x mũ mũ k trừ một đó, khi k chạy từ 1 đến vô cùng thì cái chuỗi này nó sẽ bằng 1 chia cho 1 trừ x bình phương. Không, cái này là em sẽ tham khảo ở trong cái tài liệu chỗ định nghĩa kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục mà nó có miền giá trị biến ngẫu nhiên rời rạc mà có miền giá trị vô hạn. Vậy thì cái này đó, cái sử dụng công thức đó thì chúng ta sẽ có là bằng 0,3 nhân cho 1 trừ 0,7 bình phương, đúng chưa? Thì nó sẽ bằng 10 phần 3. Cái này mình tính ra, mình tính vừa tính ra. Thì trên đây thầy vừa hướng dẫn cho các em cái câu số 1 của bài tập chương 3.